Vài năm trở lại đây, việc sở hữu một chiếc máy tính xách tay không còn là chuyện quá khó đối với những khách hàng yêu công nghệ và có nhu cầu sử dụng thiết bị thông tin di động. Hàng loạt công ty đại lý, cửa hàng kinh doanh máy tính xách tay đã xuất hiện tại khắp các thị trường từ thành phố lớn đến tỉnh lẻ với nhiều mức giá, chủng loại phong phú và đa dạng. Điều đáng nói là nhu cầu của thị trường hiện nay đang thiên về các dòng sản phẩm máy tính giá rẻ mà vẫn tích hợp được nhiều chức năng sử dụng. Theo các chủ hàng tại thành phố Hưng Yên cho biết, hầu hết các dòng máy tính xách tay hiện nay đều có cấu hình cao, dung lượng lớn, có đầu đọc thẻ nhớ và khả năng kết nối mạng LAN Wi-Fi, có thiết kế đơn giản gọn nhẹ với trọng lượng từ 2,2 đến 2,6 kg. Pin chạy liên tục 2 đến 3 tiếng. Chỉ cần trên dưới 10 triệu đồng, người tiêu dùng đã có thể lựa chọn được một chiếc laptop ưng ý của nhiều hãng máy tính như Acer, Lenovo, Dell, Toshiba, HP, Samsung. Riêng dòng sản phẩm Sony Vaio có mức giá cao hơn từ 15 triệu đến vài chục triệu đồng. Tuy nhiên, trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay, ngày càng có nhiều khách hàng đến hỏi mua đặt hàng laptop giá bình dân và có các chức năng phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế. Trước đây mình nghĩ là máy tính là phải là giá cao, nhưng mà ra rồi thì mình thấy là cái dòng thị trường ra những dòng sản phẩm mới là giá thấp, mà tốc độ rất là tốt. Và bên mình thì có mua khoảng 4-5 cái để cho các nhân viên và các thư ký sử dụng. Và trong quá trình sử dụng mình cảm thấy là nó rất là tốt. Giá lúc đấy là khoảng 6 triệu rưỡi. Qua khảo sát tại một số đại lý công ty bán máy tính lớn trên địa bàn tỉnh được biết, trung bình mỗi tháng một đại lý có thể bán được hàng chục chiếc laptop, trên 70% sản phẩm trong số đó có mức giá dưới 10 triệu đồng. Đơn cử như các dòng máy như Acer AS4736 giá 9,6 triệu đồng, Dell Virtual A860 giá 8,3 triệu đồng, Lenovo IdeaPad G450 giá 9,5 triệu đồng. Đặc biệt, với sự phát triển công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, để tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nhiều hãng máy tính trong và ngoài nước còn tung ra hàng loạt sản phẩm máy tính giá rẻ, đặc biệt là các loại máy tính bảng giá từ 2 đến trên 4 triệu đồng. Hiện tại, trên thị trường tỉnh ta chưa phổ biến các dòng sản phẩm này. Tuy nhiên, theo nhiều công ty kinh doanh máy tính, thì xu hướng tất yếu trong thời gian tới sẽ có nhiều khách hàng ở Hưng Yên lựa chọn máy tính bảng giá rẻ, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên hoặc những người yêu thích sản phẩm công nghệ mới. Về cái thị trường tỉnh mình, thì cái người sử dụng chưa được biết đến nhiều về cái công nghệ cũng như sự phát triển của công nghệ. Đấy, nên là khi mà có các sản phẩm mới hoặc là có các cái công nghệ mới mình vẫn chưa nắm bắt được đấy, nhưng mà theo như mình nhận định thì tương lai tới đến đây thì cái sản phẩm về laptop cũng như là máy tính bảng của Hưng Yên mình sẽ bắt kịp được với các thành phố lớn. Cái ưu điểm của máy tính bảng hoặc là laptop giá thành rất rẻ và cái sản phẩm của nó đáp ứng hầu hết được các cái tính năng của người sử dụng. Tuy nhiên, bên cạnh mức giá hấp dẫn thì khi chọn mua sản phẩm, khách hàng cũng nên tìm hiểu kỹ hơn về chất lượng của các dòng máy tính giá rẻ. Các chuyên gia máy tính khuyến cáo trước khi chọn mua máy tính, khách hàng nên tham khảo ở nhiều cửa hàng uy tín, chọn nơi có giá bán hợp lý, có dịch vụ hậu mãi tốt và nếu có khuyến mại hỗ trợ giảm giá thì càng tốt. Quý vị và các bạn thân mến, mục thị trường và tiêu dùng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.